Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái thẻ đỏ này các bạn. Cái thẻ đỏ trong cái chủ nhà trọ cây xoài, hay còn gọi là nhà trọ cá voi, chứ không phải là cái thẻ đỏ trong một cái trận đá bóng nào đó các bạn nha. Cái thẻ để đập ra cái đồ nội thất thần thoại cho tướng các bạn ha. Rồi, khi nào thì chúng ta nên sử dụng cái thẻ này, và chúng ta sử dụng cái thẻ này lên những con tướng nào các bạn, và trong hoàn cảnh nào? Thì đặc biệt là trong video này thì mình đang nói về hai tình huống nha. Một là tình huống đối với một số ạc newbie, cái tình huống thứ hai là đối với một số ạc OD. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về một cái số ạc newbie trước các bạn ha. Đầu tiên thì mình xin được phép mình giới thiệu lại cái nhà trọ cây sồi này. Cái nhà trọ cây sồi này sẽ được mở khóa khi mà bạn đã sở hữu được một con tướng bậc A, tức là bậc thăng thiên. Ví dụ như con Diamond của mình hiện tại đang là con tướng duy nhất trong team sở hữu cái bậc thăng thiên, và mình đã thả vào được nhà trọ cây sồi. Và việc thứ hai thì chúng ta sẽ xây dựng một cái danh sách mong muốn những con tướng mà các bạn sẽ thả vào nhà trọ cây sồi. Đây là cái việc thứ hai. Do tính chất của cái acc newbie các bạn là cái số lượng tướng thăng thiên mình thả được vào cái này này nó rất là hạn chế, nó rất là hạn chế luôn nha. Do đó thì những cái thẻ đỏ này thì chúng ta sẽ không có vội vàng mà chúng ta sử dụng. Thông thường thì khi mà newbie chúng ta mới bắt đầu vào trong này á, chúng ta sẽ dư ra được rất là nhiều cái xu này, tại vì chúng ta tích một thời gian dài mà chúng ta không xài nên chúng ta sẽ dư rất là nhiều. Và trong khi chúng ta bỏ danh sách này, chúng ta sớm á, thường thường thì các bạn sẽ có hai con được cho vào cái nhà trọ này sớm. Một là con Diamond nếu các bạn chơi theo con Diamond. Hai là cái con Scarlet nếu các bạn chơi theo đường con Scarlet. Đó, chỉ có hai sự lựa chọn này đối với acc newbie. Còn một số các bạn khác chơi theo cái kiểu gì thì mình xin được phép nói sau các bạn nha. Đây là nếu mà theo cái con đường chính thống mà nhiều bạn hay chơi thì sẽ chơi C1 Diamond hay con Scarlet, hay có thể là chơi C1 Astar hoặc là Elrin. Đó thì các bạn sẽ thả những con đó vào. Còn những con còn lại thì đa phần chúng ta chưa lên thăng thiên được các bạn. Và chưa lên thăng thiên được thì chúng ta chưa xài cái thẻ này được. Vậy thì cái thẻ này chủ yếu là chúng ta xài trên những con ví dụ như là Diamond, Scarlet, Elrin hoặc là cái con Astar. Thì trước tiên các bạn muốn biết cấp chúng ta có nên xài cái thẻ này không, thì các bạn phải cần biết ngưỡng sức mạnh của Diamond, Scarlet, Elrin hoặc là Astar nó có cần nội thất không các bạn. Riêng cái con Diamond thì nó chỉ cần 3 món nội thất nè. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang con Scarlet xem thử con Scarlet nó cần bao nhiêu món nội thất các bạn ha. Nói Scarlet nó liệu luôn các bạn. Rồi, 9 món nội thất của Scarlet để giúp cho kỹ năng tối thượng thêm 8 đòn tấn công. Vậy thì con này cần tới 9 món các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bạn Elrin cũng như là Astar luôn. You shall do no evil in the forest. Rồi, 9 món nội thất giúp cho bạn này trở thành một sát thủ đích thực. Chín món nội thất cũng cần cho Astar luôn các bạn. Vậy thì bốn con mình đã giới thiệu qua thì chỉ có mỗi một bạn Diamond là cần 3 món. Vậy nếu mà các bạn chơi xung quanh cái con đai á, thì khi mà chúng ta bỏ vào cái nhà xưởng chúng ta xâm, thường thường thì các bạn sẽ xâm được khoảng 1 tới 2 cái thẻ đỏ này, và các bạn có thể được một hoặc hai cái thẻ của con Diamond, chắc chắn nó sẽ ra một hay hai cái. Ở đây thì mình có ví dụ như mình đang áp dụng cái trường hợp thực tế là con ạc mình Diamond của mình hiện tại đang có hai cái nội thất độc quyền, và cái ngưỡng sức mạnh của con Diamond nó là 3. Do đó hiện tại thì mình đang xâm chỉ được cái hai cái các bạn, mà ngưỡng sức mạnh 3 món nội thất của con Diamond thì nó rất là quan trọng. Với 3 món nội thất độc quyền thì những cái kẻ địch mà tấn công vào con Diamond của chúng ta nó phải nhận sát thương tăng thêm tới nó sẽ phải nhận sát thương tăng thêm. Do đó thì nó tăng khả năng carry và giúp cái con Diamond này
Ok thì tốt hơn trong giai đoạn newbie đầu game từ map, còn map hai mấy các bạn. Do đó thì mình sẽ ưu tiên ba món nội thất này cho con đai. Mình sẽ dùng một mảnh và mình ghép con đai này lên ba món nội thất độc quyền luôn. Và sau khi được ba món nội thất độc quyền thì mình sẽ gỡ cái danh sách mong muốn ra mình ra các bạn. Tại vì số lượng tướng đầu game rất là nhiều. Tại vì chúng ta newbie chúng ta chơi lại từ đầu. Do đó cái số lượng tướng mà các bạn cần phải lên nội thất nó rất 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 là nhiều luôn các bạn. Do đó thì chúng ta sẽ cân nhắc ha. Cân nhắc. Ví dụ như giờ mình sẽ chuyển sang con Thoran. Thì nếu các bạn cứ để con này mình lên 9 món thì sau này những con mà các bạn cần nó sẽ bị thọt. Còn những cái mảnh nội thất còn dư lại thì mình còn dư lại thì mình sẽ để dành các bạn ha. Để dành vậy thì khi chúng ta để dành này tới thời điểm nào thì mình xài. Ví dụ tới thời điểm mình cần xài cái con Rezu để đi boss. Nhưng mà điều kiện sức mạnh của con Rezu là chúng ta cần 9 món nội thất độc quyền. Nhưng mà cái con Rezu của mình xâm hoài nhưng mà chưa lên được 9 món, khoảng 5 món, 6 món thì mình có thể sử dụng cái đó để đẩy nhanh cái tốc độ lên full 9 món nội thất độc quyền cho con Rezu. Đó kiểu vậy, các bạn cần gấp á hoặc là tới thời điểm mà các bạn cần con Thoran nó đi map rồi nhưng mà 9 món nội thất độc quyền chưa có thì các bạn có thể lập tức sử dụng để boost con này lên 9 món nội thất độc quyền. Cơ bản thì các bạn cần dùng trong những trường hợp mà kiểu như gấp, chúng ta cần gấp, cần để cho team bạn có một cái ngưỡng sức mạnh nào đó để hoàn thành cái mục tiêu nào đó thì các bạn cần làm, còn không thì cứ từ từ xâm từ từ ra. Kiểu như nếu mà các bạn có được một con Lucretia bậc A rồi nhưng mà nội thất các bạn chưa đủ này, các bạn có được một con bậc A mà các bạn mới có 5-6 món, trong khi đó các bạn có 7-8 món thẻ đỏ thì các bạn sẽ lập tức dùng để cho con Lucre đạt sức mạnh được 9 món nội thất độc quyền. Nó có cái kỹ năng cấm nổ giúp leo map tốt hơn các bạn. Đó, đó là những trường hợp mà các bạn nên xài. Khác ngoài cái việc mà mình vừa dùng cho con đây mình ha, ngoài cái việc là các bạn sẽ dùng cho những cho để đáp ứng ngưỡng sức mạnh cho những cái con tướng mà carry đầu đầu game các bạn sở hữu được á, còn những con sau thì trường hợp nào các bạn cảm thấy cần thiết để nâng sức mạnh cho team thì các bạn hãy lên. Ok, giờ chúng ta đến với ạc Audi. Ạc Audi là ạc chi lâu rồi các bạn ha. Ạc chi lâu thì cái dàn nội thất nó gần như là sum xê lắm rồi. Đây các bạn. Mình cho các bạn xem cái này. Rồi, sorry các bạn, máy này cảm chưa hết ha. Các bạn xuống này các bạn thấy đây là list tướng đã full 9 món nội thất độc quyền của mình. Rất nhiều các bạn nha. Số lượng tướng full 9 món nội thất độc quyền rất là nhiều. Và những tướng có 3 món nội thất độc quyền là thuộc ngưỡng sức mạnh của nó cũng rất là nhiều các bạn. Ngoài ra thì có những con mình đang lên lỡ cỡ và có những con không bao giờ đụng tới, những con mà thuộc list tướng phế các bạn ha. Các bạn có thấy những con dưới đáy xã hội nè, khá bảnh nè, Ulmer nè, con chuột nè, con Thali nè, con Theo Quanh, rồi con Sirius Oscar đi bộ, rồi con Rippy, đó những con thuộc dưới đáy xã hội thì mình cho nó nằm dưới này không hề đụng chạm tới tới các bạn ha, không có miếng nội thất nào luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn có những con tướng mới ra. Ví dụ ở đây chúng ta có Jennifer, chúng ta có Rias, chúng ta có Hoa Mộc Lan. Rồi, đây chúng ta có Bulmer, chúng ta có Nevanthi hoặc là cái con Vanthi mới. Elrin của mình cũng chưa full nè, Asta cũng chưa full hoặc là con Solai cũng chưa full. Vậy thì đối với ạc Audi thì khi nào mà chúng ta cần cái sử dụng cái thẻ đỏ này để lên tướng các bạn. Để lên tướng. Thứ nhất là cái ngưỡng sức mạnh đó cần ha. Cái ngưỡng sức mạnh của nội thất cần cho cái con tướng đó nó phát huy sức mạnh của mình. Ví dụ giờ cái con Solai của mình mà lên được bậc A, bậc trắng á thì mình sẽ lập tức dùng mấy cái này để mình up một phát cho cái con Solai của mình lên luôn cái 9 món nội thất độc quyền các bạn. Kiểu vậy. Còn cái con Asta này mặc dù 9 món nó sẽ kích hoạt cái ngưỡng sức mạnh mới nhưng mà mình cũng không có ưu tiên các bạn ha. Mình đang để dành những cái thẻ này cho một cái ưu tiên lớn hơn của mình. Đó là ưu tiên cho Solai. Tại vì Solai của mình gần đến được bậc A rồi, do đó thì mình sẽ để dành những cái thẻ này để mình để dành cho cái con ưu tiên số 1 trong team mình là con này. Con hiện tại là đang là con tướng thức tỉnh là con Solai, đang ưu tiên con này, do đó mình chưa dùng. Và nếu con Solai của mình đã đủ 9 món nội thất rồi thì mình sẽ chuyển sang dần con khác. Những con mà đã gần chạm được mốc full các bạn, ví dụ như Jennifer. Jennifer gần full rồi thì mình sẽ up cho full. Asta, Bulmer,
Neventy kiểu vậy các bạn. Mình sẽ ưu tiên những cái con tướng, một là nó đầu tiên sẽ là so sánh cái độ hot của tướng là cái thứ nhất, cái thứ hai là những vị tướng mà đã gần full nội thất độc quyền thì mình sẽ up cho full luôn các bạn, để bỏ ra khỏi ngồi danh sách mong muốn đó. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta vẫn là ưu tiên cái con tướng mà chúng ta ưu ái nhất các bạn ha, gọi là mạnh nhất trong team và chúng ta đang mong chờ nhất. Dù hiện tại mình đang mong chờ con Solai nhất nè, thì mình sẽ để dành up con này lên 9 món nội thất độc quyền là ưu tiên của mình các bạn. Rồi, trên đây là cái kinh nghiệm mà chúng ta sử dụng cái thẻ đỏ để mở đồ nội thất độc quyền cho tướng các bạn. Rồi, các bạn có nhận xét gì khác thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.